Rồi cô ví dụ tự luận là thế nào? Ví dụ như người ta cho cái vùng bảng tính thế này nè, thường có 4 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Giá căn cứ vào ký tự cuối của mã dò trong bảng giá. Thì đây mình thấy mã là 1A, 2A, 1B, 1A, trong khi đây loại phòng chỉ có AB thôi. Ví dụ như gõ trong Excel để làm không kịp đâu, mình phải viết trên giấy. Thì viết trên giấy dùng hàm gì? VLOOKUP. VLOOKUP có 4 đối số. Đối số đầu là lookup value, nhìn thanh công thức cô á. Ở đây chỉ có AB thôi. Mà ở đây 1A, cho nên mình tách ra chữ A. Để tách ra chữ A thì dùng hàm RIGHT. RIGHT của ô này là ô nào đây? Giá tại ô E4. Vậy có nghĩa là ô này là ô A4 ha, giá tại ô A4, mã tại ô A4, A4, và lấy một ký tự thì cô bỏ đối số 2 của hàm RIGHT đi. Phải đối số 2 của VLOOKUP là table array, lấy trong đâu? Lấy giá trong đâu? Lấy trong bảng giá này nè. Bảng giá này thì mình ghi địa chỉ của cái vùng này vô. Địa chỉ của vùng là ô góc trái trên 2 chấm ô góc phải dưới, có nghĩa là ở đây là y y4 đến ri5 ha, và cố định hết cho nên nó có đô la. Đô la y đô la 4 rồi 2 chấm. Địa chỉ của vùng là địa chỉ ô góc trái trên 2 chấm địa chỉ ô góc phải dưới. Ô góc phải dưới là ri5 và cố định thì đô la ri đô la 5, đó là địa chỉ của vùng bảng giá từ đây đến đây ha. Rồi phẩy, nếu tìm thấy chữ A thì lấy giá ở cột số 2. Phẩy tìm chính xác ghi số 0. Đó. Đó là hàm VLOOKUP. Cái này nè, bỏ vô trong công thức này là nó đúng y đó. Đó, ra giá 800 ha, A800 copy xuống. Cái nào cũng đúng hết. Phụ thu tại ô F4. Phụ thu bằng gì? Nếu khách có thuê phòng vào ngày 30 tháng 4 thì phụ thu 100, ngược lại phụ thu 0. Làm sao mình biết khách có thuê vào ngày 30 tháng 4? Mình nhìn nè. Cô Liên đến ngày 27 tháng 4, đi ngày 5 tháng 5. Vậy có nghĩa là ngày 30 tháng 4 cổ có ở đây. Ông Hoàng đến ngày 30 tháng 4, đi ngày 3 tháng 5. Vậy thì mình rút ra kinh nghiệm sao? Khi nào ngày đến nhỏ hơn hoặc bằng 30 tháng 4 và ngày đi lớn hơn hoặc bằng 30 tháng 4 thì người khách đó có thuê phòng vào ngày 30 tháng 4. Vậy chỗ này viết trên giấy bằng nếu hai điều kiện đồng thời phải thỏa and. Điều kiện 1 là ngày đến trong ô C4 nhỏ hơn hoặc bằng 30 tháng 4. Muốn đưa ngày 30 tháng 4 vô phải dùng hàm det da te đó. Hàm này có 3 đối số: 5, 2021, tháng 4, ngày 30. 3 đối số đủ rồi, đóng ngoặc. Đó là một điều kiện. Phải điều kiện 2 là ngày đi là D4 phải lớn hơn hoặc bằng 30 tháng 4 luôn. 2021 tháng 4 ngày 30, đóng ngoặc hàm det, đóng ngoặc hàm and. Nếu thỏa đồng thời hai điều kiện đó thì phụ thu là 100, ngược lại phụ thu bằng 0, rồi đóng ngoặc hàm if, enter. Và công thức này nè, bỏ vô chỗ đó là nó chính xác ha, bỏ vô chỗ phụ thu đó, cho nên hai cái dòng màu vàng sẽ là 100 đó nè ha. Nè, hai người này ở tại khách sạn ngày 30 tháng 4, thành tiền bằng số ngày ở nhân giá, trong đó số ngày ở là ngày đi trừ ngày đến, nhưng nếu ngày đi trùng với ngày đến thì tính một ngày. Ví dụ đây nè, mình lấy hai này trừ nhau ra không đó ha, số ngày ở đó. Bây giờ cô tính số ngày ở trước, thành tiền bằng số ngày ở trước. Nếu nếu sao ngày đến bằng ngày đi, ngày đến trong ô C4 bằng ngày đi trong ô D4
thì, dấu phẩy này là thì, tính một ngày. Ngược lại, lấy ngày đi trong ô D4 trừ ngày đến C4 ra số ngày ở. Ha, hàm if nè, nếu hai cái này bằng nhau thì tính một ngày, chứ không phải trừ nhau ra không. Ngược lại, lấy D4 trừ C4, đó là số ngày ở nhân với giá trong ô E4. Rồi, enter. Công thức này bỏ vô chỗ đó đó là nó tính ra đó, Ctrl C chỗ thành tiền đó ha. Đây. Rồi doanh thu loại phòng A tại ô G8, doanh thu loại phòng A tại ô G8 dùng hàm sum if. Hàm này có 3 đối số. Đối số đầu là cột xét điều kiện. Cột xét điều kiện là cột nào? Cột mã này nè. Mình thấy A thì mình cộng 6.400 bằng 1.600 ha. Cho nên cột xét điều kiện là cột mã hàng từ ô A4 đến A7. Và công thức này không cần copy, cho nên không cần cố định A4 2 chấm đến A7. Đó, đó là cột xét điều kiện. Phẩy đối số 2 là điều kiện. Điều kiện bao trong giá kép. A thì ngoài trước, 1 cũng được, 2 cũng được, cho nên dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi là ký tự đại diện cho một ký tự bất kỳ, cái gì cũng được hết á. Miễn là ký tự thứ hai là A là được. Rồi đóng nháy kép ha, đó là điều kiện. Phải đối số 3, sum range, cột để cộng là cột thành tiền từ G4 đến G7. Chú ý là đối số 1 và đối số 3, cái dòng đầu tiên phải ngang nhau. Đây A4 thì đây G4 ha. G4 đến G7, 2 chấm G7 rồi đóng ngoặc. Đó. À, công thức đó đó bỏ vô trong cái ô G8 thì nó tính tổng của phòng loại A. Đó. À, tổng hai cái này và cái này ra 8.800. Đó, 8.800 chính xác. Rồi ví dụ số 2. Ở đây có dữ liệu người ta cho sẵn như thế này và có 4 câu hỏi. Số lượng khách tại ô C3 là ô này ha, là những số cuối đặt sau gạch, sau dấu gạch dưới của mã số chuyển sang giá trị số, tức là BT gạch 12 là số lượng khách, 6 là số lượng khách, 24 là số lượng khách. Và cô thấy cái này, số này nó không đều nhau, cho nên không dùng hàm rai được mà phải dùng hàm mid. Hen. Mid và đổi thành số thì mid của value, value của mid. Value của trong này mid. Mid của ô nào? Mô ô A3. Bắt đầu lấy từ vị trí mấy? B1, T2 gạch 3 và số 1 là vị trí 4. Bắt đầu lấy từ vị trí 4 và lấy hai ký tự đóng ngoặc mid, đóng ngoặc value đó ha. Đó là số lượng khách. Cô copy này nè, cô bỏ vô đó và nó chính xác đó. Số lượng khách 12 ha, đổi thành số. Rồi tour, căn cứ vào hai ký tự đầu của mã số, nếu BT thì ghi Phan Thiết, ngược lại chỉ có Phan Thiết với Nha Trang thôi. Cho nên tour tại ô D3 bằng nếu, mở ngoặc hàm nếu, hai ký tự đầu, lấy hai ký tự đầu dùng hàm lép của ô A3, phải lấy hai ký tự đóng ngoặc hàm lép. Nếu mà nó bằng BT, BT là chuỗi bao trong nháy kép, thì chỗ này trả về chữ Phan Thiết ha. Phan Thiết là chuỗi cũng bao trong cặp dấu nháy kép. Ngược lại chỗ này trả về chữ Nha Trang. Rồi đóng ngoặc hàm if. Công thức này cô để tại ô đó ha. Đó, copy xuống thì cái nào nó cũng đúng hết. Nha Trang, hai giữa là Nha Trang nè. Thành tiền, số lượng khách nhân giá tour. Trong đó giá tour của Phan Thiết là 1.800.000, giá tour của Nha Trang là 3.100.000.
Vậy thì thành tiền tại ô E3 bằng số lượng khách tại ô C3. Số lượng khách tại ô C3 nhân giá tour. Giá tour nếu làm sao biết Phan Thiết, mình lấy hai ký tự đầu đi, lép của cái ô A3 lấy hai ký tự đóng ngoặc hàm lép bằng BT là Phan Thiết, BT là chuỗi bao trong nháy kép, thì 1.800.000. Ngược lại Nha Trang là 3.100.000. Rồi đóng ngoặc ha, vậy thôi. Rồi công thức này nè, công thức này cô bỏ vô chỗ đó là nó tính ra thành tiền này. Rồi tổng thành tiền tại ô H3, tổng thành tiền của Phan Thiết, tổng thành tiền ở Nha Trang, dùng hàm sum if thôi. Thống kê tổng thành tiền của mỗi tour tại ô H3. Tại ô H3 thì cản thức dùng hàm sum if. Sum if 3 đối số, đối số đầu là cột xét điều kiện. Cô coi Phan Thiết đây cô cộng tiền, cô coi Phan Thiết đây cô cộng tiền, cho nên cột xét điều kiện là cột D3 đến D6. D3 2 chấm là đến D6, địa chỉ vùng, tên ô đầu 2 chấm, tên ô góc phải dưới. Rồi đó là cột xét điều kiện. Phải điều kiện nó bằng với ô gì? Ô G3. Và bên đây địa chỉ tuyệt đối D3 đến D6 có đô la trước D, có đô la trước 3, có đô la trước D, có đô la trước 6. Điều kiện bằng với ô G3 và G3 để tương đối để copy xuống thành G4 là Nha Trang. Phải cột để cộng là cột E3 đến E6 và cố định, cho nên đô la E, đô la 3, 2 chấm đô la E, đô la 6. Rồi đóng ngoặc enter. Đó. Đây. Copy. Bỏ vào đây. Thì nó tính ra tổng thành tiền và cô copy xuống nó đúng ra Nha Trang luôn. Cộng hàng này bằng 1272000, cộng tất cả hàng này bằng 1272000, vậy chính xác. Rồi ví dụ 3. Cũng là một cái ví dụ về tự luận trong Excel. Tên hàng căn cứ vào ký tự đầu của mã hàng và tra trong bảng giá. Vậy thì cái này dùng VLOOKUP đúng không? Tên hàng tại ô B3 bằng VLOOKUP. Mở ngoặc VLOOKUP. Ở đây nó có G với N thôi, trong đây G1, N1, N2, G2. Cho nên mình lấy ký tự bên trái của mã hàng thôi, lép của cái mã hàng trong ô A3. Và cô lấy một ký tự thì cô không cần phẩy một cũng được, đóng ngoặc hàm lép, phẩy của VLOOKUP. Bây giờ table array là cô lấy bên bảng giá từ ô G3 đến H4 cũng được hoặc là Y4 cũng được ha. Và cố định, cho nên đô la G, đô la 3, 2 chấm đến đến đâu? Đến Y luôn đi, dư về bên phải không sao, đến Y4. Đô la Y, đô la 4. Rồi đó là table array. Phải nếu tìm thấy thì lấy tên hàng ở cột 2, tìm chính xác ghi số 0. Rồi bây giờ cái tên hàng này nè, cô copy cô bỏ vào trong chỗ ô B3 là nó chính xác đó. Ctrl V gạo ha. Copy xuống. Tương tự đơn giá tại ô D3 cũng dùng hàm VLOOKUP. VLOOKUP tìm gì cũng tìm một ký tự bên trái của mã hàng để nó ra chữ gạo. A3 lấy một ký tự phẩy cũng trong G3 đến Y4
đô la g để cố định, đô la 3 2 chấm, đô la y, đô la 4. Rồi đó là table array. Giá thì ở cột 3 và tìm chính xác ghi số 0. Đó. Rồi cô copy này cô bỏ vô chỗ đó là nó ra chính xác ra giá đó. À. Nhưng nó còn thêm cái gì nữa? Đây hen. Đây là giá chưa có tính thêm. Giá chưa tính thêm rồi nha. À, bên nãy bên Phan Thiết có cái gì nữa quên ha. À không, đúng rồi. Rồi bây giờ nó còn tính thêm rồi nha. Cái giá này nó còn thêm cái gì nữa? Nếu mặt hàng loại 1. Làm sao biết mặt hàng loại 1? Ký tự cuối 1 thì là loại 1, đơn giá sẽ tăng thêm 10%. Cho nên đổ đơn giá này. Này chỉ mới giá thôi. Bây giờ coi. Nhưng nếu ký tự cuối của mã hàng dùng hàm RAI của A3 ha, đóng ngoặc RAI, cô lấy một ký tự thôi, bằng, nhớ hàm LEFT, hàm RAI, hàm MID phải so sánh với chuỗi, bằng chuỗi 1 tức là loại 1 đó, thì tăng lên 10%. Tăng 10% tức là lấy cái đơn giá đó nhân với 110% hen. Ngược lại, không tăng tức là nhân với 1 rồi đóng ngoặc. Đó, vậy bây giờ copy này nè, bỏ lại đây. Thêm cái dấu nhân. Hen. Đơn giá này nhân. Đó. Rồi, nó tăng thêm nè, thấy không? 35 200 loại 1. Loại 2 giữ y nè, 27 giữ y. Loại 2 giữ y, loại 2 giữ y, chỉ cái này loại 1 tăng lên thôi. Thành tiền tại ô E3 bằng số lượng nhân đơn giá, nhưng nếu số lượng lớn hơn 200 thì được giảm 5% thành tiền. Vậy chỗ này thành tiền bằng số lượng trong ô C3 nhân đơn giá tại ô D3. Bây giờ giảm 5% khi nào? Nhân giảm 5% có nghĩa là nhân 95% nếu thỏa điều kiện là số lượng lớn hơn 200. Số lượng trong ô C3 lớn hơn 200 thì giảm 5%, tức nghĩa là chỗ này còn 95% thôi, giấu ngoài, giấu sau, giấu nhân để ngoài if rồi. Ngược lại không giảm tức là nhân với 1 thôi, đóng ngoặc. Đó. Rồi vậy thành tiền tại đây ha. Công thức này để tại ô E3 và copy xuống, cái nào cũng đúng hết. Thằng này tăng lên nè, số lượng lớn hơn 200, thằng này tăng lên nè ha. Tổng doanh số mặt hàng gạo, tổng doanh số mặt hàng gạo thì có hai cách. Sum if, nếu cột xét điều kiện là cột mã hàng là từ ô A3 và công thức này không copy cho nên không cần cố định cho đến A5, cột xét điều kiện là cột đó thì điều kiện phải là G, điều kiện bao trong nháy kép nha, ngoài sao là cái gì cũng được. Đó, đóng nháy kép ha. G là gạo. Phải cột để cộng là cột E3 đến E5, E3 2 chấm E5 đó ha. Rồi công thức tại đây. Coi phải không? Gạo hai cái này cộng lại ra 9200, đúng rồi. Hoặc cách thứ hai. Cách thứ hai. Thay vì cột xét điều kiện là cột A, bây giờ cột xét điều kiện là cột B ha, là tên hàng đó từ B3 đến B5. B3 đến B5 thì bây giờ điều kiện không còn là G chấm hỏi nữa mà điều kiện là chữ gạo gõ đàng hoàng đó nha. Nhìn đây gạo cộng bên đây, nhìn đây gạo cộng bên đây ha, cho nên là
Nếu cột xét điều kiện là B3 đến B5 thì điều kiện là gạo thôi. Đó, cũng y vậy. Rồi công thức này cô copy lại, cô bỏ lại nó cũng tính giống y nè. Ở đây ví dụ cách 2 cũng ra 9.520.000 đó. Rồi ví dụ số 4. Tên hàng tại ô B3 căn cứ vào ký tự đầu của mã hàng và tra trong bảng giá. Thôi cô làm cái số 5, số 6 trước nha, cái số 5. Cái số 5, cái ví dụ 5, lập công thức tính tiêu thụ tại ô C2 gồm 4 ký tự của mã khách hàng bắt đầu từ ký tự thứ 6 chuyển sang giá trị số. Là đây 0135 là tiêu thụ đó, 2154 nó bắt đầu từ ký tự thứ 6. 4 này là 5, ký tự thứ 6, cho nên dùng hàm mid bằng mid đổi sang số luôn, value. Vé liều của mít, mít của ô nào? Ô này bắt đầu lấy từ vị trí 6, lấy 4 ký tự, đóng ngoặc mít, đóng ngoặc vé liều. Đó, tiêu thụ 135. Rồi, định mức tại ô D2, biết rằng định mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100, khu vực 3 là 150. Vậy này có 3 khu vực cho nên hai hàm if lồng nhau, khu vực 1 2 3 nè ha. Cho nên chỗ này bằng, nếu hai hàm if lồng nhau, nếu khu vực tại ô B2 bằng 1 thì định mức là 50. Ngược lại if lồng nhau đây, khu vực tại đây bằng 2, nhớ là khu vực nó đang là số cho nên so sánh với số ha, thì 100. Nếu không phải khu vực 1, khu vực 2 thì là khu vực 3 thôi, 150. Hai mép lồng nhau, hai đóng ngoặc. Đó, khu vực 1 50. Câu C. Lập công thức tính số khách hàng thuộc khu vực 3 tại ô C8. Số khách hàng tại khu vực 3 thì mình làm sao mình tính? Có phải mình đếm không? 1 2. Cho nên dùng hàm khao if tại đây, bằng khao if đếm, đếm cái nào nó y như trong tự nhiên vậy đó. Cô đếm chỗ này thì bây giờ cô cũng đếm chỗ này. Đối số 2 bắt buộc điều kiện để đếm là số 3. Số 3 có thể bao trong nháy kép, do nó là số cho nên có thể bao nháy kép hoặc không. Đó, hai người. Tương tự tổng tiêu thụ khách hàng tại khu vực 3 thì dùng hàm sum if bằng sum if. Cột xét điều kiện là cột khu vực. Công thức này không copy cho nên không cần cố định. Điều kiện là số 3 hoặc bằng 3, hoặc bằng 3, hoặc nếu mà có dấu bằng bắt buộc phải bao trong nháy kép nha. Còn 3 không cũng được. Đó, bao nháy kép. Rồi phải sum range là cột tiêu thụ. Cột tiêu thụ, tổng tiêu thụ rồi đóng ngoặc là xong. Đó. Coi phải hai người này là 300, hai người này chứ quên, tiêu thụ hai này cộng lại bằng 2604, đúng rồi. Rồi ví dụ kế tiếp, ở đây mình có lập công thức tính số lượng tại ô C2 là ký tự thứ tư trở đi của mã hàng. Ký tự thứ tư 0932851420131 nó không đều nhau cho nên không dùng hàm write được mà phải dùng hàm mid và đổi thành số luôn, cho nên bằng value. Cô viết trong đây thì mọi người viết trên giấy ha. Value của mid, mid của cái mã hàng này nè, phải bắt đầu lấy từ vị trí 4 và lấy 3 ký tự, đóng ngoặc mid, đóng ngoặc value. Này bằng 909 thì là 9 đó. Này bằng 32. Này bằng 85. Này bằng 145. Này bằng 131. Đơn giá tại ô D2, hai ký tự đầu của mã hàng dò tìm trong bảng đơn giá, và ký tự thứ 3 A thì lấy cột A, B thì lấy cột B.
Vậy cho nên chỗ này dùng VLOOKUP bằng VLOOKUP. Tìm gì? Tìm hai ký tự đầu B1, B2 nè. Cho nên left của mã hàng phải lấy hai ký tự, nhớ đóng ngoặc hàm left. Bất kỳ hàm nào trong Excel đủ đối số rồi phải đóng ngoặc. Rồi phải của VLOOKUP, table array là cái bảng dưới này. Table array là cái bảng từ đây đến lấy hết giá luôn, từ A12 đến D15 cố định. Rồi, nếu tìm thấy lấy giá trị cột nào, nó có hai cột, loại A thì cột 3, loại B thì cột 4, cho nên chỗ này nếu làm sao biết loại? Nó là ký tự thứ 3, mid của mã hàng bắt đầu lấy từ vị trí 3 phải lấy một ký tự đóng ngoặc mid bằng chữ A, A là chuỗi bao trong giấy kép thì lấy cột 3, ngược lại chỉ còn B thôi thì lấy cột 4 đóng ngoặc hàm if. Bây giờ phẩy của hàm VLOOKUP tìm chính xác ghi không? Hàm if này nè, nếu loại A ký tự thứ 3 là A, nó trả về số 3 thì lấy cột 3, trả về số 4 lấy cột 4, rồi enter thì bàn tròn loại A 4,2 triệu đúng. Ở dưới bàn ăn loại 2, copy xuống, bàn ăn loại 2, bàn ăn loại 2 3 triệu đúng đó. Thành tiền bằng tại ô E2 bằng số lượng nhân đơn giá, nếu có số lượng từ 50 trở lên giảm 10%. Vậy chỗ này bằng số lượng nhân đơn giá. Rồi bây giờ mới tính giảm giá đây. Nếu thỏa điều kiện mới giảm. Nếu thỏa điều kiện gì? Chỉ cần điều kiện là số lượng từ 50 trở lên. Số lượng từ 50 cho nên có dấu bằng, có chữ từ, có dấu bằng, từ 50 trở lên ha, thì giảm 10%. Chỉ có nghĩa là đây nhân với 90%, ngược lại nhân 1 rồi đóng ngoặc. Đó. Vậy thì từ 50 trở lên, cái này không giảm nè, cái này giảm, này giảm, này giảm ha. Lập công thức tính tổng thành tiền tại ô E8. Tổng thành tiền tại ô E8 là tổng cộng giá trị cột thành tiền của mấy điều kiện? Bàn loại A. Bàn loại A. Làm sao biết bàn? Ký tự đầu là bờ và ký tự thứ 3 là A. Vậy chỗ này dùng hàm sum if bằng sum if. Rồi cột xét điều kiện là cột mã hàng này nè ha. Công thức này không copy cho nên không cần cố định. Điều kiện là bao trong giấy kép, ký tự đầu là bờ, là bàn, ký tự thứ hai là cái gì cũng được, dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi là ký tự đại diện một ký tự bất kỳ. Rồi ký tự thứ ba là loại A. Rồi ngoài sao một dải, dùng dấu ký, dấu sao, ký tự đại diện cho một dải ký tự, nhiều ký tự bất kỳ, đóng giấy kép cho điều kiện. Phải đối số 3 là sum ren, cột để cộng là cột thành tiền. Rồi đóng ngoặc enter, coi đúng không? Bàn loại A một cái, hai cái, chỉ có hai cái thôi, hai cái này cộng ra là 105 đúng rồi nè. Nhìn dưới đây cô chọn hai cái nè, này và cái này ra 105 chính xác. Rồi ví dụ cuối cùng, tên hàng tại ô B3, tên hàng căn cứ vào ký tự đầu của mã hàng và tra trong bảng giá. Rồi đây, dùng VLOOKUP bằng VLOOKUP. Tìm gì? Ở bên đây chỉ có x, vn thôi, gần này x, ngoài sau còn một dải nữa, cho nên left. Left của cái nào? Left của cái này lấy một ký tự. Phải tìm ở đâu? Tìm trong đây, cô chọn hết này cũng được, rồi cố định. Phải lấy cột 2 là tên. Phải tìm chính xác ghi số 0. Rồi copy xuống. À, mình chỉ cần viết một công thức này vô giấy thôi ha. Đơn giá tại ô D3 căn cứ vào ký tự đầu của mã hàng và tra trong bảng giá, nhưng nếu không phải là mặt hàng của Petrolimex, hai ký tự cuối là BT thì đơn giá tăng thêm 10%. Vậy bây giờ đầu tiên mình tìm đơn giá trước cái đã, bằng VLOOKUP. Bằng VLOOKUP, nhìn thanh công thức cô. Tìm gì?
tìm lép của cái này, lấy một ký tự phẩy, tìm ở đâu? Tìm trong bảng giá này cố định, phẩy nếu tìm thấy lấy giá ở cột số 3 và tìm chính xác ghi số 0. Rồi bây giờ máy tính tăng thêm nè, khi nào thì tăng thêm ha, này nó ra cái đơn giá rồi nè, đúng không? Bây giờ máy tính tăng thêm nè, nhân tăng thêm 10%, cái là nhân 110% nếu thỏa điều kiện. Điều kiện sao? Hai thiết ký tự cuối không phải BT, lấy hai ký tự cuối right của mã hàng, lấy hai ký tự không phải có nghĩa là khác, dấu khác nhau là nhỏ hơn lớn hơn hợp lại, khác BT, BT là Petrolimex đó ha, khác BT, khác Petrolimex thì tăng lên 110%. Ngược lại không tăng là nhân với 1. Rồi đóng ngoặc. Vậy thì xăng cái này không phải, cho nên 21 thay vì 21.500 tăng lên 10% là 23.600. Chỉ có hai cái này không tăng thôi, hai này BT 17.633 và 89.000. Xăng 21.500, 17.633 ha, 21.500 không tăng. Còn thằng này nhớ thay vì 89 nó không phải Petro cho nên nó tăng lên ha. Rồi thành tiền bằng gì? Số lượng nhân đơn giá và có tính thêm 2% để trích nộp quỹ bình ổn giá. Này quá dễ, bằng số lượng nhân đơn giá tăng thêm 2%, tức nghĩa là mơ nhân 102%, cái nào cũng nhân hết. Tính tổng thành tiền mặt hàng xăng dùng hàm sum if bằng sum if. Cột xét điều kiện nếu là cột này ha, thì ít sao, ít là xăng, ngoài sao cái gì cũng được ha. Cột để cộng là cột thành tiền. Rồi đóng ngoặc. Nhớ A3 thì đây E3 ha. Hoặc bằng sum if. Cột xét điều kiện là cột tên hàng thì chỗ này xăng ha. Nhưng mà dùng cách một đi, tại vì cái cột tên hàng là cột công thức, hay cột thành tiền hen, đóng ngoặc cũng ra vậy đó nè. Rồi cô kết thúc ở đây. Dùng công thức cột xét điều kiện là cột mã hàng và điều kiện là x sao ha.